nghe cho rõ nè Sơn Tặc, ta có thể bị đổ thức ăn hay rượu lên người, thậm chí là bị nhổ nước miếng thì ta vẫn có thể cười rất vui vẻ. Nhưng nếu như có kẻ nào dám làm đau bạn bè của ta thì dù là với lý do gì thì ta cũng sẽ không tha cho hắn đâu. Chỉ sống cùng mẹ cùng với cha mình, không ai dạy dỗ nên để sống xô. Bao nhiêu anh trai thôi lấy đời cho giặc sống vỗ. Vẻ đẹp mặn mà lại được trời ban, thông minh thí phát sống cùng lời than. Giang hồ vốn dĩ cần cái đầu lạnh, không sai không đúng mà chỉ cần kẻ cầm quyền mạnh. Thập tử lớn lên thiếu tình thương, xa cơ thất thế trong tình trường. Cứ ngỡ mình đã tìm được hạnh phúc nào. Smoke Sanji, Trafalgar Waterloo. My name is Sabo. My name is Ace. Dracul Mihawk. Ra tay với ông ấy thì chắc chắn cái đám hải quân ngoài kia sẽ xông vào cho coi. Em ơi,
tìm thấy một ổ cặt khổng lồ thật đây có nhiều trứng bự ơi là bự. Chúng ta qua đó lấy trứng đây, tối nay làm thịt kho trứng. Vậy có nhiều trứng bự lắm hả? Không, anh không đi được. Anh phải ở đây đi học cách nói cảm ơn. Nhưng nếu em đi một mình, lỡ con quái đó nhìn thấy em thì sao? Mà anh đi chung chắc chắn em sẽ không có gì nguy hiểm hết. Cho nên anh đi chung đi. Những kỷ niệm lặng im trên mây, để nơi này có riêng đôi ta. Được rồi, nghe cho kỹ đây Lâm Vy. Anh nhất định không bao giờ chết. Bộ không phải là đã hứa với em rồi sao? Anh nói mình nhất định sẽ không chết mà. Anh nói mà sao không giữ lời? Anh ấy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.